Xin chào quý vị và các bạn. Chuỗi ngày nắng nóng kéo dài ở Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, thậm chí là hôm nay nắng nóng dự báo sẽ còn gia tăng hơn. Ở Bắc Bộ, hôm nay vùng thấp nóng sẽ mở rộng hoạt động về phía Nam, vì vậy mà ngay từ sáng thì bầu trời Bắc Bộ đã ít mây, nắng mạnh. Mức nhiệt trưa chiều nay tăng rất nhanh lên mức là 36 cho đến 38 độ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Cùng với nắng nóng, nhiệt cao thì quý vị lưu ý là do trời nắng gắt nên chỉ số UV ở hàng loạt điểm của Bắc Bộ trưa nay sẽ ở mức rất cao, từ 9 cho đến 10. Quý vị nên hạn chế ra ngoài trời trong thời điểm ban trưa, che chắn kỹ cho da và mắt nếu phải ra ngoài. Ở Trung Bộ, nắng nóng còn gay gắt hơn do có thêm tác động của gió phơn. Và hôm nay thì tâm nóng tiếp tục là khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế với mức nhiệt cao 37 đến 39 độ. Các huyện vùng núi phía Tây còn lên đến 39-40 độ, mức nắng nóng đặc biệt gay gắt. Còn với khu vực từ Đà Nẵng xuống tới Phú Yên, dù nhiệt có giảm nhẹ hơn nhưng vẫn trong ngưỡng là 35-37 độ. Nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe sinh hoạt hàng ngày của người dân, mà thời tiết khô nóng còn khiến cho một dọc các cánh rừng ở Trung Bộ cũng có nguy cơ rơi vào cảnh báo cháy cấp 4, cấp 5 cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy quý vị cần hết sức cảnh giác, thận trọng, hạn chế mọi nguy cơ cháy có thể xảy ra. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn xuất hiện về chiều tối mưa, còn từ sáng đến chiều thì trời nắng và khá oi bức với mức nhiệt ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ duy trì từ 32 đến 34 độ, còn trên khu vực Tây Nguyên là từ 30 đến 32 độ. Trên biển, hầu khắp các khu vực biển nước ta đều đang trong tình trạng thời tiết tốt. Ở khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió nam đến đông nam mạnh khoảng cấp 4, mưa dông vài nơi. Còn khu vực phía nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió nhẹ, mưa rào rải rác về chiều và tối. Và tin thời tiết sáng ngày 12 tháng 7 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.